Shop loa bẫy chim xin kính chào các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác về cái dòng loa Q92 mà thời gian qua khách hàng bên em đã có rất nhiều câu trả lời cho cái dòng loa này. Thứ nhất là về không biết cách sử dụng cái dòng loa này cho nên toàn phải gọi điện lại cho shop và hướng dẫn lại này. Vậy hôm nay em sẽ giới thiệu lại về cấu tạo và chức năng của cái con loa này cho tất cả các bác xem ạ. Đây, chúng ta đầu tiên đi mở hộp loa ra. Đây là dòng loa của em gọi tiếng Việt cho dễ nhé, Daily, và nó tên là Q92. Và bên trong của nó ạ, bên trong của nó gồm một chiếc loa. Đây, gồm một thân loa như này ạ. Đấy ạ. Đây gồm một thân loa và đi kèm với nó là một chiếc điều khiển này ạ. Và đây là quả pin của chiếc điều khiển này các bạn. Đấy ạ. Và một cổng kết nối giữa điện thoại. Và đây là củ sạc của loa. Kèm theo nó đó là một cái túi để đựng các bác nhé. Đây, cái túi để đựng loa đây ạ. Và đây là sách hướng dẫn các bác nhé. Đấy, vậy em sẽ giới thiệu chi tiết tỉ mỉ từng các bộ phận cho các bác xem ạ. Với cái điều khiển này thì nó quả pin này các bác sẽ lắp vào đây. Đây, các bác sẽ lắp vào đây ạ. Đó, các bác sẽ lắp vào đây. Theo em được biết là cái điều khiển này, cái quả pin này rất chi là bền ạ. Đấy. Đấy, lắp vào đây ạ. Và cái cổng này các bác có thể kết nối giữa điện thoại, mà điện thoại thì nó bây giờ các bác đều dùng điện thoại thông minh, nó rất là thông dụng. Chúng ta hãy lấy cái cổng của điện thoại này, chúng ta có thể kết nối và sạc rất là dễ nha các bác nhá. Đây ạ. Đấy. Đó, các bác lấy cái củ sạc điện thoại và các bác kết nối cái dây này vào để chúng ta sạc điều khiển này ạ. Đấy. Đấy, em hướng dẫn lại tỉ mỉ cho các bác xem nhá. Mà cái dây này các bác chú ý đừng bao giờ đánh mất. Đây ạ. Chúng ta đi xa đi đánh chim ấy, chúng ta hay bất cẩn là rơi mất. Còn đây là cái củ sạc dành cho cái thân loa. Đấy. Đấy, em đã giới thiệu qua về các chi tiết phụ của nó rồi. Bây giờ em sẽ đi tỉ mỉ đến cái thân loa cho các bác xem nhé. Và chúng ta cùng mở cái loa này ra. Đấy, cấu tạo của cái loa này rất nhỏ gọn và bóng và đẹp phải không ạ? Nó được chế tạo từ một cái loại gọi là thép không gỉ nhé. Các bác tha hồ không sợ gỉ với cái chất liệu này nhé. Và đây ạ. Đây là cái nút để chúng ta cắm cái sạc vào để sạc cho cái loa này nhá. Còn đây, các nút này chúng ta có thể cắm các cái cổng gọi là nghe nhạc các thứ. Còn đây là cổng USB nhá. Cổng USB, còn đây là cái cổng để chúng ta cắm thẻ vào đây các bác nhá. Còn đây là nút bật này và chat bát này. Đây, chat bát là hai nút bên cạnh này nhá. Thì bây giờ em sẽ đi test cái loa này cho các bác xem và hướng dẫn các bác sử dụng lại. Vậy hôm nay em sẽ sử dụng cái thẻ này để hướng dẫn các bác đây. Các bác, đây là cổng thẻ, các bác sẽ cắm thẻ vào đây ạ. Đó. Khi các bác cắm nhá, hãy dí ngón tay vào nghe tiếng tạch thì là ok ạ. Đó, các bác vặn nút này lên ạ. Tăng lượng nó cũng sẽ theo chiều mình vặn cái nút này lên các bác nhá. Đó. Vì sao mà cái chữ này nó luôn luôn hiển thị cái chữ Plus này? Vì đây là dòng loa điều khiển từ xa. Khi các bác nó xuất hiện lúc này, các bác phải sử dụng cái điều khiển, các bác ấn thì nó mới chạy play nhá. Và nó luôn luôn lặp một lại một bài. Đấy, đây là cái dòng loa này là như vậy. Vậy nó là cái dòng loa mồi chim, loa bẫy chim là rất là ưa chuộng hiện nay đấy ạ. Đây, khi nó ở chế độ này các bác hãy bấm. Đó. Còn đây là những cái đèn này. Đèn này là đèn là báo pin. Nghe âm thanh của nó rất là trong và xa của các bác. Cái này có điều khiển khu vực cản, nó rơi vào khoảng 500m các bác nhé.
Đó. Đấy, bây giờ vừa rồi em đã giới thiệu với các bác rất là chi tiết và tỉ mỉ về cái dòng loa này rồi và cách hướng dẫn và sử dụng nó rồi. Bác nào có nhu cầu sử dụng liên hệ với bên shop của em nhé. Số điện thoại là 0869055044. Và em kính chào các bác ạ. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với số điện thoại em vừa đọc ở trên nhé. Em chào các bác ạ. Hẹn các bác ở video lần sau. Các bác xem video nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và chia sẻ video cho em ạ. Em cảm ơn các bác ạ.